chị gái này đang cãi nhau với người yêu thì hất một cái, hóa ra bà đang nằm mơ trên lớp. Thấy vậy thầy giáo liền quát thì bị bà này bật lại, khiến thầy giáo tức quá thì đập bàn một phát, hóa ra ông này cũng đang mơ trong cuộc họp. Sếp đang kiểu, cậu bị làm sao thế, ngày mai cậu nghỉ việc luôn đi nhé.